Có câu hỏi ngay anh Thi này. Vịt bị nhiễm E. coli bại huyết đã tiêm sép 2 mũi chỉ đỡ mà không khỏi. Xin hỏi chuyên gia cách làm sao để điều trị dứt điểm? Xin mời bác sĩ anh Thi. Ok, thì đối với trường hợp mà vịt bị nhiễm E. coli bại huyết và tiêm 2 mũi không đỡ thì chúng ta sẽ liên tưởng đến hai vấn đề. Thứ nhất ấy là đây là 2 mũi chỉ đỡ mà không khỏi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ liên tưởng đến hai vấn đề. Thứ nhất là nó bị nhờn thuốc. Cái thứ hai ấy là có thể do cái phát virus. Thì ở đây thì bạn mô tả thì nó chưa chính xác, thì mình sẽ chia sẻ luôn cả hai trường hợp. Thì thường ấy vịt nhiễm E. coli bại huyết thì nó sẽ rất hay nhờn thuốc, bởi vì bên mình cũng đã từng làm test kháng sinh đồ rồi, bởi vì thuốc nhờn rất nhanh. Cho nên là bên Suvet có cái sản phẩm mà nãy chị anh vừa giờ đây, đó là cái sản phẩm xếp quần hoa còng này, nó có thêm chất chống nhờn ấy, thì nó sẽ nâng cao hiệu quả điều trị hơn so với những cái sản phẩm xếp thông thường mà quý anh chị đang tiêm. Cho nên là khi mà tiêm ấy, nó nhờn rồi anh chị tiêm nó chỉ đỡ thôi, chứ nó không thể khỏi hẳn được. Với cái thứ hai ấy, là trong cái trường hợp mà mình đã dùng xếp 2 mũi rồi thì quý vị có thể sử dụng thêm cái phác đồ ấy, đó là dùng xếp phôn hoa còng này kết hợp với lại cái hơi mở rút cái đặc trị cái chủng Suvachi này. Đấy, anh chị pha chung với lại một cái chai đường nguyên tử, pha chung với chai đường nguyên tử ấy, kết hợp một bộ này tiêm cho 1 tấn thể trọng thì sẽ giải quyết được luôn cả cái vấn đề nhờn thuốc của anh chị luôn nhé. Thì đối với trường hợp vịt bị nhiễm E. coli bại huyết mà đã tiêm xếp rồi ấy, tức là đã bị nhờn rồi, mình cho vào trường hợp nhờn thuốc đi, thì anh chị dùng cái cặp xếp phôn hoa còng này với lại chai đặc trị ký chủ đường máu và đường nguyên tử, hoặc là một phác đồ nữa là xếp phôn hoa còng này kết hợp với lanh cô spec và kết hợp đường nguyên tử. Đây là một trong những hai bộ mà dùng để điều trị E. coli kéo màng hoặc bại huyết ở trên ngàn vịt rất hiệu quả, và đặc biệt là dùng được cả trong những trường hợp mà các trang trại mà anh chị đang nuôi nó có hiện tượng nhờn thuốc, các cái sản phẩm mà đã sử dụng lưu hành ở trong trại rồi, thì các anh chị có thể tham khảo các sản phẩm này. Vâng, mình xin hết.